Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 10, bộ sách I Learn Smart Word trên trang web olm.vn. Unit 6: Community Life. Trong bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng nói về những thay đổi trong cộng đồng, ôn tập lại câu bị động ở thì quá khứ đơn và hai tổ hợp phụ âm cl và cr. Chúng mình cùng bắt đầu bài học với phần 1, vocabulary, phần từ vựng. Trong phần từ vựng này, các em cần đọc các câu ví dụ, sau đó dựa vào ngữ cảnh chọn đúng nghĩa của các từ được gạch chân. Chúng mình cùng thử sức với 3 câu sau đây nhé. Như vậy các từ được in đậm đều là các động từ. Câu số 1, the population has increased from 1 million to 1.2 million. Dân số đã increase từ 1 triệu lên 1,2 triệu. Như vậy chúng ta thấy có sự tăng của dân số ở đây. Increase mang nghĩa là tăng lên, become bigger in size or amount. Trái ngược với increase là decrease trong câu số 2 decrease mang nghĩa là giảm xuống. Số lượng sinh viên mới đã giảm xuống từ 750 còn 650 vào năm nay. Câu số 3, the place has developed from a small fishing village into a famous tourist resort. Trong câu 3 chúng ta thấy có sự phát triển tiến bộ đúng không nào? Nơi này đã phát triển từ một làng trái nhỏ bé thành một khu du lịch nổi tiếng. Vậy develop mang nghĩa grow or become more advanced. Chúng mình cùng đọc lại các từ vựng mới ở dạng nguyên thể nhé. Increase. Decrease. Develop. Các em hãy làm tương tự với ba câu tiếp theo. Câu số 4 Trong những năm 1990, nhiều người đã chuyển đi và đến sống ở các thành phố lớn. Trong cụm động từ move away, chúng ta đã có move là một động từ vô cùng quen thuộc, mang nghĩa là di chuyển. Away sẽ mang nghĩa là ở phía xa. Như vậy thì move away là go to a different place to work or live. Câu số 5, chúng ta có động từ rebuild trong động từ này chúng mình có tiền tố re mang nghĩa again, lại. Động từ build là xây dựng, vậy chúng ta có thể đoán ngay được nghĩa của rebuild là xây dựng lại, tái xây dựng. Make something for a second time. Sau khi trận động đất phá hủy thị trấn, phải mất 10 năm để xây dựng lại toàn bộ khu vực. Câu số 6 chúng ta có động từ vô cùng quen thuộc, change, có nghĩa là thay đổi, become different. Thị trấn đã thay đổi rất nhiều. Các cửa hàng nhỏ đóng cửa và bây giờ chúng ta có các siêu thị lớn. Chúng mình cùng nhắc lại các từ mới. Move away. Rebuild. Change. Để củng cố các từ vựng đã học, Kem em cùng làm bài tập hoàn thành câu sau đây. Chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. Câu số 1 chúng ta đang có cấu trúc câu bị động, vậy vị trí cần điền phải là động từ ở dạng phân từ 2. Dựa vào nghĩa của câu, chúng ta điền được rebuild, xây dựng lại. Nhà thờ đã được xây dựng lại hoàn toàn sau khi bị hỏa hoạn thiêu dụi Câu số 2, vị trí cần điền là động từ chính trong câu, Động từ này phải được chỉ ở thì quá khứ đơn do chúng ta thấy có dấu hiệu thời gian trong quá khứ. Đáp án của chúng mình là developed. Chicago đã phát triển thành một thành phố lớn vào cuối những năm 1800. Câu số 3, chúng ta cũng cần điền một động từ. Động từ này phải ở dạng phân từ 2 do câu chúng ta đang sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Has cộng động từ phân từ 2. Đáp án của chúng mình là changed. Thị trấn đã thay đổi đến không thể nhận ra kể từ lần cuối tôi ở đây. Chúng ta có thành ngữ change beyond all recognition, thay đổi một cách nhanh chóng đến mức không thể nhận ra. Câu số 4. Dân số thế giới dự kiến sẽ tới 9,7 tỷ vào năm 2050. À hiện tại thì dân số thế giới đang ở khoảng 7,9 tỷ người vào năm 2050 thì người ta dự kiến sẽ tăng lên đến 9,7. Vậy đáp án của chúng mình là increase. Câu số 5 chúng ta sẽ điền động từ còn lại là động từ decreased. Động từ này ở dạng phân từ 2 do câu đang sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Tỷ lệ tội phạm đã giảm đều đặn nhờ vào những nỗ lực của chính phủ. Kết thúc phần từ vựng, chúng ta cùng chuyển sang phần 2 grammar. Phần ngữ pháp. Trong phần ngữ pháp ngày hôm nay, chúng mình sẽ ôn tập lại câu bị động passive voice. Trước tiên em hãy nhớ lại kiến thức ở lớp dưới và cho cô biết, chúng ta sử dụng câu bị động khi nào? Đúng rồi, chúng ta sử dụng câu bị động trong trường hợp chúng ta không rõ chủ thể của hành động. Hoặc là chúng ta muốn nhấn mạnh hành động khi đó thì chủ thể thực hiện hành động không quan trọng. Cô có câu ví dụ. The playground is cleaned up every Sunday. Sân chơi được dọn dẹp vào chủ nhật hàng tuần. Trong câu này, có thể người nói không rõ chủ thể thực hiện hành động dọn vệ sinh là ai, hoặc là ai là người thực hiện hành động đó thì không quan trọng, quan trọng là việc sân chơi được dọn dẹp. Vậy nên chúng ta sử dụng câu bị động ở đây một kiến thức vô cùng quan trọng liên quan đến phần này đó là chuyển đổi câu chủ động active sang câu bị động passive chúng ta biết một câu chủ động cơ bản có cấu trúc chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ kem ghi nhớ câu chủ động phải có tân ngữ thì chúng ta mới chuyển được sang câu bị động chúng ta thực hiện các bước chuyển đổi như sau lấy tân ngữ trong câu chủ động thành chủ ngữ trong câu bị động. Thêm to be và động từ to be sẽ chia theo thì trong câu gốc và chia theo chủ ngữ. Động từ chính trong câu chủ động chuyển về dạng phân từ 2 trong câu bị động. Chủ ngữ trong câu chủ động chuyển thành tân ngữ sau by trong câu bị động. Phần này có thể lược bỏ, đặc biệt là khi nó chỉ chung chung như people, they, hay là các đại từ bất định, someone, somebody, everyone. Nếu câu có các thành phần khác như trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi trốn, chúng ta chỉ cần viết lại y hệt các thành phần này. Thông thường thì trạng từ chỉ thời gian sẽ đứng sau bài cộng tân ngữ, còn trạng từ chỉ nơi trốn sẽ đứng trước bài cộng tân ngữ. trong bài này chúng ta sẽ tập trung vào câu bị động ở thì quá khứ đơn ở thì quá khứ đơn động từ to be được chia là gì chính xác ở thì quá khứ đơn động từ to be được chia là was hoặc were phù hợp với chủ ngữ như vậy chúng ta có cấu trúc câu bị động ở thì quá khứ đơn là chủ ngữ cộng was hoặc were cộng động từ phân từ hai cộng by cộng tân ngữ. Trong đó, was và were sẽ được chia phù hợp với chủ ngữ trong câu. Cô có một câu ví dụ. They closed the factories in 1995. Họ đóng cửa các nhà máy vào năm 1995. Kem hãy xác định các thành phần chủ ngữ, động từ, tân ngữ và trạng ngữ của câu này. Rất tốt, chúng ta có chủ ngữ they. Động từ closed. Tân ngữ the factories. Và trạng từ chỉ thời gian. In 1995. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện các bước chuyển đổi. Chuyển tân ngữ trong câu chủ động thành chủ ngữ trong câu bị động. Thêm động từ to be. Câu sử dụng thì quá khứ đơn, vậy động từ to be sẽ được chia là were do chủ ngữ của chúng mình là danh từ đếm được số nhiều. động từ chính trong câu closed chuyển về dạng phân từ hai. chủ ngữ trong câu chủ động chuyển thành tân ngữ sau by trong câu bị động. by dâm chỉ chung chung nên chúng ta có thể bỏ đi. vậy nên cô đã để trong ngoặc. cuối cùng chúng ta viết lại trạng từ chỉ thời gian sau by. chúng ta được câu bị động hoàn chỉnh. The factories were closed by them in 1995. Các nhà máy đã bị đóng cửa bởi họ vào năm 1995. Chúng ta sẽ cùng củng cố kiến thức vừa học với các bài tập trong phần tiếp theo.